Ai đó mất nửa năm để cải thiện mụn, lại mất thêm một năm để cải thiện thâm mụn giống tôi thì giơ tay. Nhưng đó là tôi của trước đây thôi, bây giờ da tôi đã cải thiện khá nhiều nhờ vào sự kết hợp sau. Bên cạnh việc làm sạch dưỡng ẩm da kỹ thì mình còn bổ sung thêm combo vitamin C và kẽm này của DHC để hỗ trợ trong quá trình cải thiện, ngăn ngừa mụn và làm mờ thâm. Kẽm là một dưỡng chất thiết yếu mà cơ thể cần. Không chỉ có tác dụng hỗ trợ bảo vệ sức khỏe, kẽm còn có tác dụng hỗ trợ một số vấn đề về da. Điển hình là cải thiện mụn. Vì kẽm không chỉ giúp giảm viêm nhiễm kích ứng mà còn giúp điều tiết bã nhờn, hạn chế hình thành mụn. Mỗi một viên DHC zinc giúp cung cấp 15mg kẽm, giúp duy trì sức khỏe, hỗ trợ cơ thể khỏe mạnh. Mụn đã có giải pháp thì mình đã sang xử đẹp những nốt thâm, vì lỡ. Đây là một dưỡng chất vô cùng quan trọng đối với làn da, giúp làm mờ và giảm thiểu các vết thâm bằng cách ức chế sản xuất melanin. Khi kết hợp dùng cùng kẽm, vitamin C sẽ giúp tăng khả năng hấp thụ kẽm trong cơ thể. Bổ sung DHC vitamin C giúp hỗ trợ duy trì sức khỏe của da, giảm thâm mụn và hỗ trợ da sáng mịn. Dùng kim chi đều đặn kết hợp bảo vệ da tối đa. Uống đủ nước, bạn sẽ nhanh chóng lấy lại tự tin ngay thôi. Điều tốt ngay trong giỏ hàng, mua ngay bạn nha. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.